bây giờ từ giờ mà chúng con sẽ được đi làm nghe chúng ta nói ra đến với tất cả chúng con. Xin cha ban chúng con được đề nghị chúng con ghi nhận chúng con một cách trọn vẹn trên của Đức Chúa Mục sư Hồ Trưởng trong sự rao giảng lời của Ngài. Thánh Linh của Chúa cũng đầy đẩy cho mỗi người chúng con những người nghe để tất cả chúng con đều được dành cảm ơn của Chúa. Chúng con có thể nhận lãnh được chính từ nơi Ngài sứ điệp với lòng của chúng con. Hầu cho chúng con những người đang thụ hưởng rất nhiều từ đời tiền nhân của chúng con sẽ sống một cách xứng đáng với những gì họ đang thực hiện và các sẽ bắt giống như họ sẽ bắt tay vào việc công bố phúc âm như họ đã từng làm cho chúng con để thế hệ phía sau của con tiếp tục nối tiếp phong trình đầy ơn của Chúa mà Ngài đã ban tặng cho chúng con từ rất xa xưa. Chúng con tạ ơn Chúa một lần nữa. Xin Chúa hướng dẫn chúng con cho đặc biệt trong giờ này. Chúng con thành những công việc xin nhận những gì Chúa xin. Xin mời một thánh đăng quà. Kính thưa quý cơ đỡ con trai Chúa cùng quý quan khách, 100 năm cuộc mất rất quan trọng. Một thế kỷ trôi qua đủ để chúng ta nhận định mọi sự. Có một câu nói rằng lịch sử sẽ trở thành một bóng ma nếu không có những cột mốc của sự kỷ niệm. Như vậy sự kỷ niệm trong những cột mốc 20, 50, 100 để cho người ta không quên lịch sử, để lịch sử hào hùng hoặc đầy nước mắt đều là những gì rất quan trọng cho hiện tại và cả tương lai. Chúng ta nhắc lại lịch sử ở trong hội thánh của Chúa dường như là một người rất nhỏ trong một cộng đồng rất lớn của xã hội, nhưng không, nhắc lại những việc ở trong hội thánh không chỉ nhắc lại một việc lớn của xã hội mà việc lớn hơn đó là của chính Đức Chúa Trời chí cao đã thực hiện trên đất. 100 năm trôi qua, Chúa đã làm việc gì tại Long Xuyên này? Chúng ta nhắc lại lịch sử để cảm tạ Chúa về những nụ cười và ngay cả nước mắt. Nhắc lại lịch sử để không trách móc ai, nhưng đó là những bài học thật quý giá. Nhắc lại lịch sử không phải để tự hào, kiêu ngạo, mà để dâng lên cho Đức Chúa Trời đấng đáng được chúc tụng lời thề. Mặc dù thì giờ trôi qua rất nhanh, nhưng mà tất cả những gì chúng ta muốn nói lên để chúng ta cùng nhau hiểu, và nhất là Đức Chúa Trời vui vì cớ chúng ta biết tạ ơn Ngài. Shakespeare, một kịch tác gia nổi tiếng của Anh Quốc, nói rằng gió mùa đông tuy lạnh nhưng không lạnh bằng sự bạc bẽo của con người. Gió mùa đông nó có thể làm lạnh bên ngoài, nhưng sự vốn âm bổn nghĩa lạnh đến thấu xương bên trong. Và Roma đoạn 1, sứ đồ Phaolô đã nói tất cả những việc làm của Đức Chúa Trời sờ sờ trước mắt không thể không thấy, nhưng con người vẫn cố tình không biết, không thấy, không tạ ơn, cho nên cứ lầm lạc ở trong tội lỗi và sự chết. Sáng hôm nay chúng ta từ các nơi tài tử về đây để cùng chung lời tạ ơn với hội thánh Chúa tại Long Xuyên. Quá nhiều sứ điệp tạ ơn đã được đề cập đến trong Thánh Kinh từ cửa lẫn tân ước. Nhưng sáng nay chúng ta chỉ tập trung vào một câu kinh thánh mà chúng ta đã tập trung hai lần được ghi ở đây. Và tôi ước ao chúng ta sẽ thuộc và sẽ thực hiện được câu kinh thánh này.
có ba điều liên quan đến sự tạ ơn. Đó là trước nhất liên quan đến Đức Chúa Trời, thứ hai liên quan đến tiền nhân, và thứ ba liên quan đến mỗi chúng ta, những người thụ ơn như thế nào. Đức Chúa Trời Đấng đã làm nên vũ trụ bao la, không thể nhắc hết những gì mà Chúa làm để tạ ơn Ngài. Và cũng chính Ngài sai những đầy tớ của Ngài để những nơi xa xôi hẻo lánh, nguy hiểm, khó khăn và chết chóc để truyền đạo cứu rỗi của Chúa, mà chúng ta gọi là tiền nhân. Như vậy thì sáng nay chúng ta nhắc lại những việc Chúa đã làm. Qua tiền nhân là công cụ của Ngài, nhưng về phần chúng ta như thế nào? Đức Chúa Trời làm những công tác vĩ đại đời đời của Ngài, tiền nhân của chúng ta âm thầm hay tỏ tường làm công việc của họ mà Chúa sai phái, nhưng chúng ta không nhắc lại, không nhớ, không nghĩ suy, không hành động, thì điều đó có gì ý nghĩa gì, tích lợi gì? Đọc câu kinh thánh này thì chúng ta dễ lắm được phân bố cột ba, có ba phần thôi, ba ý quan trọng thôi. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình, cần phải nhớ. Từ nhớ đó chúng ta hãy nghĩ xem coi, tức là suy gẫm xa hơn coi, cuối cùng của đời họ như thế nào, công khó của họ ra sao, khốn khổ họ đã làm, đó là có số không không, để lại cái gì. Và thứ ba là học đòi đức tin của họ, nó dẫn đến hành động. Ở trong giáo lý rất là căn bản mà Thánh Kinh đã dạy chúng ta trở thành giáo lý thần học, đó là sự ăn năn thật. Nghĩa là có nhiều người ăn năn không thật. Chúng ta so sánh giữa Giuđa và Phi-a-rơ thì Giuđa không có ăn năn thật, mà Phi-a-rơ mới là ăn năn thật sự, bởi vì nó liên quan đến ba yếu tố: sự nhận biết gọi là trí ngộ, điều thứ hai là thuộc về cảm tình, thứ ba là ý chí, tức là hành động. Một khả năng thật sự là nhận biết mình có tội, phải dẫn đến buồn bã về tội và phải dứt khoát không làm tội lỗi nữa. Và ba yếu tố đó của con người để dẫn đến một sự thật về sự ăn năn. Dù đã đi nhớ, chỉ có một yếu tố là hối hận, nhận biết cái việc làm của mình thôi, nhưng không tiếp tục dẫn đến sự đắng cay, xin Chúa tha thứ luôn kia rồi. Ông tự giải quyết thắt cổ rồi ra. Bây giờ sáng hôm nay chúng ta tập trung về đây để nhắc lại việc Chúa làm, để nhắc lại những tiền nhân của chúng ta, những người có công khó dẫn dắt và truyền đạo Đức Chúa Trời cho chúng ta. Nhưng bây giờ chính phần chúng ta làm gì để góp vào sự tạ ơn xứng đáng đó? Đây là trong Kinh Thánh rất là quý báu, và chúng ta thấy chủ đề này nói lên điều đó. Nhưng chủ đề này chỉ nói đến một phần mà thôi, là nhớ, nhưng phải còn nghĩ là còn phải học. Rất nhiều bản dịch dịch câu Kinh Thánh này để tập trung và làm cho rõ sứ điệp mà Chúa muốn trình bày qua trước giả của thơ Hebrew. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, những con người sống trong giai đoạn này,
phải vận động tất cả cộng lại để đáp ứng chính sự tạ ơn mà Chúa muốn chúng ta có. Ở đây trước hết nói hãy nhớ là phần của tâm trí của sự nhận biết. Không nhớ thì đừng bàn đến làm gì và đi xa hơn. Thì cái trách nhiệm của chúng ta qua lời dạy của Chúa là hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Ít lắm hãy nhớ điều đó. Mà người đến đây để truyền đạo cho mình chắc chắn là do sự sai phái của Chúa trên cao. Chúng ta phải nhớ để cảm ơn. Khi tôi học tiếng Hoa thì ông thầy của tôi đã phân tách về cái chữ cảm ơn đó, nó có ba điều. Thứ nhất là gói, nghĩa là cảm ơn một người đem vật gì đó từ đằng kia đem đến cho mình. Cảm ơn về tất cả những gì không phải của người đó. Người đó chỉ là trung gian để mang đến cho mình thôi. Đó là gói. Tiếp thứ hai là có trẻ, nghĩa là cảm ơn vì người đó cho mình cái gì đó, một đồng bạc, một món quà mà người đó mang đến của họ chỉ là tỏ trẻ. Nhưng có một tiếng cao hơn đó là cẩm trẻ, tức là cảm ơn đến cao ơn là Chúa và nó dịch thành cảm tạ, tạ ơn là thánh trẻ. Như vậy thì bây giờ chúng ta được gì từ nơi Chúa, từ nơi anh em chúng ta, hay là chỉ giúp đỡ nhỏ bé? Cảm ơn là một từ rất dễ trong tất cả mọi ngôn ngữ, nhưng đôi lúc chúng ta lại không nhớ, không làm được. Trong một hội nghị truyền giáo ở tại Thái Lan, chúng tôi tham dự có khoảng mười mấy vị hội trưởng của các quốc gia tập trung về đó. Người nói ngôn ngữ này, ngôn ngữ khác. Dĩ nhiên tiếng Anh là chánh, nhưng mà tiếng Anh, tiếng cảm ơn ai nấy cũng nhớ. Nhưng mà mười mấy cái tiếng cảm ơn của Miến Điện, của Lào, Campuchia, Việt Nam vân vân thì ít người biết hết. Cho nên cái lần đầu tiên nói lên là mình tiếng cảm ơn của xứ mình, của ngôn ngữ mình. Tôi kỹ lắm, cảm ơn của Miến Điện là gì, cảm ơn người Lào là gì. Cuối cùng tôi chỉ nhớ có tiếng cảm ơn của người Việt Nam thôi. Nhớ quá hết. Bởi vì tôi đã có tuổi đó, đã có học, có nghiên cứu gì đâu. Bởi vì tiếng mẹ đẻ đó, nó mới là những cái gì sâu thẳm của chúng ta không quên được. Cho nên bây giờ sáng hôm nay tôi muốn chúng ta vận dụng cả trí ngộ, tức là sự nhận biết, vận dụng cảm tình nó sâu sắc hơn và nó hành động học đòi. Để rồi sự cảm tạ của chúng ta nó sẽ có giá trị. Trước nhất chúng ta nhắc lại một lần nữa, hãy nhớ những người dắt dẫn mình và đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Nếu hãy dự kiến được 100 năm đến lần truyền đến Việt Nam, tổ chức tại Đà Nẵng năm 2011, chúng ta sẽ thấy lịch sử ôn lại rất là kỳ diệu. Nay cả tôi là người viết ra lịch sử đó là Việt Nam để phục vụ cho lễ kỷ niệm 100 năm đó. Tôi cũng phải mở sách ra, chứ không nhớ từng vị đã chết hay là đa phần đã chết, thì một người trẻ còn sống rồi. Họ được người vui khi nhắc lên họ bằng cái sự ghi nhớ, nhận biết bằng tâm trí. Ít lắm phải ghi nhận điều thứ nhất, nhớ đến những người dắt dẫn mình, truyền đạo cho mình. Trong Tê-sa-lô-ca-ni-nhất đoạn
thứ 5, câu 12, câu 13, tôi muốn đọc thêm câu đó. Sứ đồ Phao-lô nói hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Hỏi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong anh em, là cả tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cái công việc họ làm. Trong chính tinh thần của Phao-lô, ông nhắc hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, một hội thánh rất rộng rãi, giúp đỡ nhiều phương diện, trong đó có tài chánh cho những hội thánh chung quanh. Sứ đồ Phao-lô nói rằng kính trọng những người đó và phải yêu thương những người đó, không phải vì công việc của họ mà anh em biết, nhưng cao hơn đó là họ đã tuân theo Chúa mà chỉ dẫn anh em. Như vậy thì lời tạ ơn của chúng ta, tôi muốn nhắc lại, không phải nằm trong tâm trí của chúng ta. Khi chúng ta nhớ những người gọi là tiền nhân, nhưng điều quan trọng là những người đó tuân theo Chúa để dạy chúng ta, để truyền đạo cho chúng ta. Theo cái bản hiệu đính, bản truyền thống thì dịch là những người truyền giảng cho chúng ta. Nhưng cái chữ truyền giảng nó không đủ ý bằng cái truyền đạo theo bản truyền thống. Truyền giảng nhất là nói lên một hành động công bố, nhưng truyền đạo là nói lên cái nội dung của sứ điệp đạo cứu rỗi của Chúa mà tiền nhân truyền giảng ra.